lấy xe. Mọi người sẽ hỏi mình đi lấy xe gì. À, mình sẽ lấy con UB150 và của Su, đúng rồi, đã và đang bỏ bên BRT đổ xe để mà bên tiệm BRT để mà thay cho nguyên một dàn nội công mới, và hứa hẹn là nội công sẽ còn mạnh hơn cả lúc mà trước dịch nữa. Thì cái lúc mà mùa dịch nghỉ á, thì không có thời gian chạy nên đã quyết định là đưa tới hãng BRT để cho nâng cấp lên trọn vẹn mọi thứ. Thì bữa nay là chính là cái ngày mà nó đã xong và Su vừa mới đi học về. Các bạn có thể thấy Su vừa mới đi học về và mua luôn cả đồ ăn để ăn trên xe để mà có thể cho Su qua để mà trải nghiệm thử coi xe mới có cái gì hay ho cho Su nha. Thank you.
cho nó chỉ biết chạy sân thôi. Thì không sao, cho nó trải nghiệm ở trong đây tí xíu rồi. Ok. Chứ ồn lắm hồi cha cũng chịu không nổi đâu cái tiếng vô này. Rồi thì bây giờ chỉ còn một cái công đoạn cuối là chờ ngày mà bắt đầu lên được sân 2K hay sân Đại Nam để xem thử coi UB150 sau cái mùa dịch Covid này Su có thể tái xuất ra làm sao. Đấy, còn anh chàng học sinh lớp 2 thôi mà có thể chạy UB150 nha. Rồi con cảm ơn chú Hùng chưa? Rồi con khoái chú Hùng nè. Nè, để kể cho mọi người nghe cái câu chuyện là hôm bữa lên trên sân Đại Nam thì Su hiện giờ đang tập hệ MX125 để mà có thể tập luyện quen khi mà đi Thái Lan. Thì vô tình thì thấy những anh em dưới đó chạy UB150 và Su ra Su chạy con 125 và Su vô rất là bực bội. Trời ơi, xe 125 của con yếu quá, bây giờ xe UB150 của con đâu? Cha về cha xin chú Hùng trả lại xe cho con. Chứ mà cha bỏ làm xe lâu quá lâu rồi, cha con muốn lấy xe lại để con chạy. Rất là máu lửa. Và thế là hôm nay đã xong. Chú Hùng đã hoàn thiện chiếc xe và bây giờ chỉ còn công đoạn cuối là đem vào trong trường đua cho Su thôi. Okay. À. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm mấy bạn tham quan thêm thử coi cái xưởng BRT lớn nhất Việt Nam này nó có những gì khác nữa. Đây là cái phòng dyno số 1, nó còn phòng dyno số 2 nữa. Rồi, ok, mình ra khỏi phòng dyno nè. Để coi bữa nay tôi có thể đá được không nha.
cái trình độ đá đồ của tôi là phải gọi là hơn thì căng đấy. Vô một hồi nữa là bảo đảm là rớt liền. Wow, này là chỉ có xu mới được cấp phép cho vô rồi mình đi ké nha. Chứ đây là những cái kho đồ của bên ta. Làm xi lanh, làm xi lanh là làm kia. À là nồi với đây. Ôi trái thì thôi, tính thưa các loại trái luôn, trái lớn, trái nhỏ, trái ông nội ngoại, trái đủ, đủ loại trái luôn. Đó, đem này mà về mà đặt lên bàn thờ là hướng là bao cúng tổ ngày đua. Rồi bắt đầu qua bên đây là cam nè. Đó, cam mà bây giờ tính bằng trong không? Đúng là mình vô đúng chỗ BRT lớn nhất là nên cái gì cũng có hết á. Ờ, và mọi thứ được sắp xếp rất phân loại rất là rõ ràng là nơi nào nằm cái gì. Mã cam đầy đủ. Mã cam như thế nào, xe nào. Rồi đây là dòng ESU, đây BRT, Yukon 5 nè. Đủ loại xe luôn. Qua tới đây là cái gì anh? Cũng cam luôn. Cam luôn. Có cái dòng khác. Cam có dòng khác rất là nhiều dòng. Quá trời. Đấy, đây là kho VIP. À, còn cái kho trên lầu nữa, còn kho trên lầu nhưng mà nó là mâm không ạ? À, còn kho mâm, còn dưới đây là kho gọi là kho máy. Gọi như kho mâm, phải lên luôn kho mâm. À, ra tủ mình có mâm coi. Xưa giờ là nghe BRT là chỉ có ECO, bây giờ coi bộ mâm coi nè. Đây là bộ mâm của BRT luôn á. Mâm bán hết rồi mọi người ơi. Bán không còn mâm luôn mọi người. Thôi, nhìn nó cho là có cái xe coi, có đi dán cái xe vào đâu ok ạ. Thì tính ra con mâm nhưng mà có vẻ như mâm đang hot quá trên bán hết rồi. Không còn gì cả. May là đã kịp có một bộ mâm cho chiếc Cuba 150 của Su. Đấy, rất là tuyệt vời.